cuộc sống hiện đại, áp lực công việc, stress, thức ăn nhanh, phụ nữ sau sinh là những nguyên nhân khiến bạn mất đi vóc dáng thon gọn và làn da căng mịn. Để lấy lại sự tự tin về vóc dáng thon gọn và làn da tươi trẻ, bạn phải tiêu tốn khá nhiều công sức, thậm chí là hao phí tiền bạc. Đôi khi bạn lại phải chịu đựng những tác dụng phụ, những hệ lụy không mong muốn. Thấu hiểu về vấn đề này, công ty Hồng Lam Hương kết hợp với Viện Nghiên cứu các sản phẩm thiên nhiên cho ra đời sản phẩm kem tan mỡ Tamo. Các cái sản phẩm là mỹ phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng, viện đã và đang nghiên cứu. Thì chúng tôi có cái nghiên cứu cái sản phẩm Tamo và kem tan mỡ mà đã được thị trường rất là phản hồi rất là tốt. Thì cơ chế của kem Tamo hay tác dụng của kem Tamo đấy là nó làm cho săn da, giảm cái tích lũy mỡ dưới da, này dẫn tới đó là cái việc là đối tượng sử dụng thì không phải chỉ là người già, không phải chỉ là cái chị em mới sinh, mà thậm chí đối với những người mà hiện nay đương phải dùng thực phẩm hay là dùng thuốc để mà giảm béo, thì chúng tôi nghĩ rằng là dùng cái kem này cũng vẫn có tác dụng tốt. Tamo được chiết xuất từ các tinh dầu gừng, tinh dầu nghệ, tinh dầu ớt, tinh dầu hoa hồng, dầu dừa, vitamin E, glycerin, vaseline, được trồng theo phương pháp hữu cơ. Dưới tác dụng của các hợp chất chứa trong kem Tamo, lớp mỡ thừa dưới da sẽ được tiêu hao nhẹ nhàng. Tamo đã giúp nhiều bạn gái lấy lại sự tự tin về dáng vóc thon gọn và làn da tươi trẻ. Bí quyết của Hà là kem Tamo. Mình đã sử dụng sản phẩm này được 2 tuần kết hợp với gen nịt bụng. Mình thấy vòng bụng của mình săn chắc hơn, vòng đùi, vòng mông cũng có phần săn chắc. Hơn nữa, làn da cũng trở nên mịn màng. Tamo là bí quyết giữ dáng của mình. Rất là hay. Tamo ngấm sâu qua da một cách nhẹ nhàng, lấy đi mỡ thừa mà không làm nhăn da. Mình thích lắm ấy. Thật là ngạc nhiên, Tamo đã giúp mình lấy lại form dáng, làn da mịn màng. Bật mí nhé, những vết thâm dạng mờ đi rõ rệt. Tamo, da mịn, dáng thon. Sản phẩm được nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên đã được kiểm chứng lâm sàng 98% người dùng hiệu quả.